Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mẹ bé Thủy Thảo. Và sau video so sánh về sữa Similac và Blackmore thì cũng có rất là nhiều ông bố và mẹ comment nhận xét ở bên dưới là: chị ơi, so sánh về dòng Similac và dòng Caricare của Úc, hai dòng sản phẩm này thì nó có điểm ưu như thế nào và chúng ta dùng cho bé như thế nào để so sánh lên để em dễ dàng chọn lựa. Thì ngày hôm nay mẹ bé Thủy Thảo cũng mang lên đây dòng sản phẩm sữa Similac và dòng sản phẩm Caricare cùng số với nhau là số 2 để chúng ta dễ dàng so sánh nhất nhé. Và các bạn hãy cùng theo dõi để chọn ra dòng sản phẩm sữa phù hợp cho bé yêu nhà mình. Rồi, đầu tiên thì mẹ bé Thủy Thảo sẽ nói về cái dòng sản phẩm sữa Caricare của Úc nhé. Đây là cái dòng sản phẩm rất là nổi tiếng ở bên Úc và tại thị trường Việt Nam cũng rất là nổi tiếng, được rất là nhiều ông bố và mẹ tin dùng. Và đây là một cái sản phẩm bán chạy nhất tại shop mẹ bé Thủy Thảo luôn. Thì tại sao nó lại được nhiều ông bố và mẹ chọn lựa như vậy? Thì chắc chắn là trong video ngày so sánh, mẹ bé Thủy Thảo sẽ nói cho ông bố và mẹ của chúng ta rõ nhất, và chúng ta sẽ dễ dàng chọn lựa được một trong hai sản phẩm này phù hợp nào cho bé yêu nhà mình. Thì đầu tiên, Caricare của Úc nó thuộc tập đoàn NutriCare. Nhắc đến chọn sữa cho con, chúng ta phải nhắc đến cái thương hiệu và làm sao nó là một cái thương hiệu lớn nổi tiếng thì chúng ta mới dùng cho bé. Thì NutriCare là một công ty rất là nổi tiếng ở bên Úc và nó không chỉ sản xuất sữa Caricare này, nó còn sản xuất ra dòng sản phẩm Aptamil. Đấy, Aptamil của Úc cũng là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Và đối với Caricare thì cái điểm ưu đầu tiên của nó được nhắc đến đó chính là hỗ trợ tiêu hóa cho con nhờ hàm lượng đạm A2 protein. Thì đối với sữa công thức thông thường nó sẽ có hai loại đạm A1 và A2. Đạm A1 sẽ khó hấp thu, dễ đầy bụng, dễ bị những cái bệnh về tiêu hóa hay táo bón. Còn đạm A2 hỗ trợ rất tốt về tiêu hóa cho con, cải thiện hết tất cả những cái vấn đề đầy bụng, khó tiêu và khó hấp thụ. Thì đối với sữa Caricare, nó được chọn lựa từ những cái giống bò thuần chủng để ra hoàn toàn 100% đạm A2 để ra sữa Caricare. Chính vì vậy thì đối với sữa Caricare nó sẽ hỗ trợ rất tốt về tiêu hóa cho con. Với những cái vấn đề đầy bụng, khó tiêu, khó hấp thụ, chúng ta sẽ không lo cái tình trạng này. Đấy, tiếp theo cái điểm ưu thứ hai của sữa Caricare đó chính là lên cân cho con. Nhờ cái hàm lượng đạm A2 protein thì nó hỗ trợ tiêu hóa cho con, thì nó sẽ hỗ trợ hấp thụ cho con rất tốt. Đấy, và về cái việc mà hỗ trợ hấp thụ tốt cho con thì chắc chắn là bé sẽ lên cân với hàm lượng đạm cao. Và dòng sản phẩm sữa cũng có hàm lượng chất béo khá cao để hỗ trợ lên cân cho con. Tiếp theo đó chính là về lên cân. Rồi, điểm ưu thứ ba của dòng sản phẩm Caricare đó chính là cải thiện biếng ăn cho con. Đối với các bé mà bị gặp tình trạng biếng ăn này, ông bố và mẹ của chúng ta rất là đau đầu khi mà không chỉ là nguyên nhân do sữa mà có thể là nguyên nhân do bé ăn uống không hấp thụ, kém hấp thu. Thì sữa Caricare nó hỗ trợ về tiêu hóa cho con và nó bổ sung thêm những cái dưỡng chất như kẽm này, nó bổ sung thêm vitamin nhóm B để cải thiện tình trạng biếng ăn cho bé rất tốt. Đây là một trong những cái giải pháp cải thiện miếng ăn mà ở tại shop mẹ bé Thủy Thảo tại sao lại bán chạy nhất dòng sản phẩm sữa Caricare này. Đấy, và được rất là nhiều ông bố và mẹ phản hồi lại. Cái điểm ưu thứ tư của dòng sản phẩm sữa Caricare này đó chính là về phát triển trí não. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là cái hàm lượng DHA và AA được chia tỷ lệ hàm lượng hỗ trợ để giúp cho bé phát triển về trí não. Ngoài cái việc lên cân, cải thiện miếng ăn, hỗ trợ về việc tiêu hóa thì nó hỗ trợ phát triển trí não cho con rất tốt. Đấy, tiếp theo nữa là về hàm lượng canxi và tăng đề kháng cho con. Hàm lượng canxi cũng khá cao để giúp cho bé chắc khỏe xương khớp này, phát triển chiều cao này. Về đề kháng thì bổ sung thêm các loại vitamin, vitamin A, D, E, K. Đây cũng là những cái vitamin để hỗ trợ tăng đề kháng cho con. Vitamin C cũng nắm vai trò tăng đề kháng cho con này. Và nó bổ sung thêm hai chất xơ rất quan trọng, đó chính là FOS và GOS để hỗ trợ giúp cho bé yêu nhà mình rất tốt về tiêu hóa. Đấy, và mẹ bé Thủy Thảo vừa nói xong về cái dòng sản phẩm sữa Caricare này rồi, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và được rất là nhiều ông bố và mẹ tin dùng. Thì tiếp tục chúng ta sẽ sang so sánh về dòng Similac HMO này. Nó có những cái điểm ưu gì nhá. Thì nhắc đến Similac, khi mà chúng ta đi mua sữa thì chắc chắn là nhắc đến thương hiệu Abbott Hoa Kỳ, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và nó rất là đảm bảo an toàn cho bố và mẹ của chúng ta sử dụng cho con yêu của mình. Với cái điểm ưu lớn nhất của Similac đó chính là HMO tăng đề kháng cho con. 2FL HMO là cái tiền tố, cái người ta gọi là cái lợi khuẩn có trong sữa mẹ được đưa vào trong sữa công thức, và nó hỗ trợ để giúp cho bé
tăng đề kháng rất là tốt. Trong mỗi sữa, trong mỗi video so sánh sữa Similac và Blackmore này, trong video mà mẹ bé Thị Thảo review về sữa Similac này cũng nói rất là kỹ về cái dưỡng chất HMO này rồi. Đấy, nó tăng đề kháng cho con, giúp cho bé sử dụng sữa Similac khi tiếp xúc với thời tiết môi trường bên ngoài, bé sẽ có ít ốm đau hơn. Đấy, cái điểm ưu thứ hai của dòng sản phẩm sữa Similac đó chính là về lên cân. Ở đây mẹ bé Thị Thảo đọc về cái hàm lượng chất đạm, chất béo của nó cũng như là cái hàm lượng calo trong một cái lon sữa Similac này cung cấp lại cho bé, hỗ trợ giúp cho bé lên cân rất là tốt. Tiếp theo nữa, một cái điểm ưu của sữa Similac đó chính là nó về phát triển chiều cao và chắc khỏe xương khớp, hàm lượng canxi khá cao. Ở đây mình thấy là hàm lượng canxi trong 100ml sữa là 91mg trong 100ml sữa. Một cái hàm lượng canxi khá cao để giúp cho bé chắc khỏe xương khớp và phát triển chiều cao. Ngoài canxi thì nó cũng bổ sung thêm phospho, magie, sắt, kẽm. Đây cũng là những cái phospho thì nó cũng hỗ trợ với canxi để chắc khỏe chiều cao cho con này. Kẽm thì cũng cải thiện miếng ăn cho bé rất là tốt này. Và một cái điểm ưu của dòng sản phẩm Similac đó chính là về phát triển trí não cho con. Khi mà chúng ta đọc với Similac chúng ta sẽ thấy là IQ Plus này. Thì ở đây những cái dưỡng chất để phát triển trí não cho bé gồm omega 3, omega 6, AA và DHA, cái tỷ lệ khá cao để phát triển trí não cho con. Thì đối với việc mà sử dụng hai cái dòng sản phẩm sữa Similac và Caricare này ở tại suất mẹ bé Thị Thảo đều phản hồi khá tốt về việc lên cân. Nhưng có một số bé dùng Similac thì phản hồi lại táo bón, chỉ có một số thôi nhá. Cũng như là gặp tình trạng là mùi sữa hơi tanh, hơi khó uống một chút. Nên là cũng có một số ông bố bà mẹ phản hồi lại cho suất mẹ bé Thị Thảo, còn tất cả đều phản hồi khá tốt về lên cân cho con yêu của mình. Thì ngày hôm nay mẹ bé Thị Thảo vừa so sánh xong về hai cái dòng sản phẩm này cho con yêu của mình rồi. Đấy, mong là cái chia sẻ này, cái review của hai dòng sản phẩm này, ông bố bà mẹ của chúng ta có thêm kiến thức để chọn cho con yêu của mình. Và bất kỳ câu hỏi nào cũng như là để cần tư vấn rõ về sản phẩm nào thì chúng ta cứ comment, nhận xét ở dưới video cho mẹ bé Thị Thảo nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, đồng hành cùng với shop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.